Xin chào cả nhà, chúng ta sẽ tiếp tục đến với ngày thứ 7 trong chuỗi 30 ngày học Bass cùng với Trung. Và hôm nay trên tay mình thì có một cái guitar Bass 5 giây. Thì đối với guitar Bass 5 giây thì chúng ta sẽ cần phải biết rằng dây trên cùng là nốt C0, B0. Và cái dây nốt Mi ấy, của guitar Bass 4 giây ấy, cái dây trên cùng dây thứ 4 ấy, của guitar Bass 4 giây nốt Mi thì nó nằm ở dây này, dây dưới này. Đây, dây 4 dây của guitar bass, 4 dây là từ dưới 4 dưới này, 4 dây dưới này. Mi là re son. Còn dây trên cùng này này, trên cùng to nhất này là C0. Đó, các bạn có thể dùng dây C0 nhưng mà mình thấy thì mình ít dùng. C0 nó thấp quá, ít dùng. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu cần nhớ luôn nhá. Dây mi là đây nhá, dây 4 đây nhá, không phải dây 5 nữa nhá. Rồi. Chúng ta bài trước chúng ta đã đi qua vòng của đô với các bài tập nốt tròn trắng đen đơn kép. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục với vòng của son. Mình sẽ đi lần lượt cho các bạn, lần lượt các vòng cơ bản, các nốt cơ bản để các bạn có thể nhớ được vị trí nốt trước đã, và các bạn tập làm quen với trường độ các nốt để các bạn có một cái nền vững chắc. Sau đó thì mình sẽ đi đến những bài tập khó hơn, bài tập đảo bass, bài tập chạy arpeggio scale các kiểu các kiểu. Thì ok, và hôm nay chúng ta tập với vòng son trưởng với 4 nốt thôi, đơn giản lắm. Đó là son, mi và đô rê. Mi nhé, các bạn nhớ là mi có thể các bạn chơi được cả âm mi thứ và cả âm mi trưởng, thì đều có thể chơi nốt mi trên guitar bass. Ok, son là mình sẽ bấm ngón trỏ vào dây 4 là nó son nhá. Mi, fa, son, ngân 3. Ok, son. Rồi, mi các bạn sẽ bấm vào ngón út và ngăn 7, dây số dây 3, 1 2 3, dây 3. Và đô các bạn bấm vào ngăn 3, dây số 3. Và rê các bạn bấm ngón út vào ngăn 5, dây số 3. Các bạn nhìn thấy các màn hình có thể thấy được này, son, mi, đô, rê, 4 nốt rất cơ bản. Và chúng ta lại tập với bài tập trường độ nốt tròn là gì, 1 2 3 4. 1 2 3 4, đô 2 3 4, rê 2 3 4. Đó là tròn. Và chúng ta tập với tempo. Nếu các bạn có tempo ở bên cạnh, các bạn bật tempo lên 60 các bạn tập, để cho gõ 4 cái nhịp các bạn tập. Tiếp theo đến nốt trắng. Nốt trắng là mình sẽ đánh vào phách 1 phách 3. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Các bạn nhớ luân phiên ngón này nhá, ngón này hai ngón luân phiên. Tiếp theo đến với nốt đen, đánh cả 4 phách. 1 2 3 4, 1 2 3 4, đô 2 3 4, rê 2 3 4. Ok, rất đơn giản. Tiếp theo chúng ta đến với nốt đơn, đánh là 1 và 2 và 3 và 4. Mà trong 4 phách mình đánh được 8 nốt. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 2, rê và 2 và 3 và 4 và. Ok, đến với nốt cuối cùng, nốt kép khó nhất và dày nhất. 1 đếm là 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4. Trong một phách mình đánh được 4 nốt đấy, nốt kép mà. 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4. Bài tập này là bài tập mà cần phải tập nhiều nhất, là bài tập khó, khá là dày và khó kiểm soát cái số lần đánh. Ok, đấy toàn bộ bài tập hôm nay, vòng của son trưởng. Hẹn gặp lại các bạn trong vòng tiếp theo.